Thưa quý vị, tham quan thành phố bằng xích lô là một trong những trải nghiệm rất được du khách yêu thích khi đến Đà Nẵng. Được sự quan tâm của ngành du lịch thành phố, thời gian qua, đội xích lô du lịch đã được đầu tư, củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần xây dựng văn hóa văn minh du lịch của điểm đến Đà Nẵng. Là một trong những dịch vụ của hệ thống tour tham quan nội thị, đội xích lô do Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng quản lý, hiện có hơn 80 thành viên. Các tài xế được trang bị đồng phục, đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, am hiểu luật giao thông, ngoại ngữ cơ bản và kỹ năng sơ cấp cứu. Thông thường các tour trải nghiệm xích lô dạo quanh thành phố thường theo các tuyến đường du lịch trung tâm, gắn với một số điểm đến nổi tiếng như chợ hàng, bảo tàng Chăm, nhà thờ Con Gà. Tôi thấy hình thức tham quan bằng xích lô này thực sự rất thú vị và tôi mong muốn nó sẽ được phát triển hơn nữa. Nếu các tài xế xích lô có thể giới thiệu nhiều hơn nữa về các cảnh vật, địa điểm mà chúng tôi đi qua thì sẽ càng tuyệt vời hơn. Công việc này là tôi trông rất là cảm ơn vì bên sở du lịch. Nói chung là cái cuộc sống từ ngày mà nhà xích lô lại là thấy cuộc sống càng ngày càng đi lên. Với sự thân thiện bến khách, các tour xích lô nội thị đã và đang từng bước trở thành điểm nhấn của du lịch Đà Nẵng, là trải nghiệm khó quên của du khách khi đến thành phố bên bờ sông Hàn. Sau cái thời gian mà tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đến nay thì tour xích lô du lịch có dấu hiệu khởi sắc hơn, nó tăng thêm cái tính trải nghiệm của khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. Và thứ hai nữa là nó góp phần làm cho thành phố Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn, sôi động. Với sự phục hồi trở lại của ngành du lịch, thành phố Đà Nẵng đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng, dịch vụ nhằm thu hút khách. Đội xích lô du lịch vì vậy đang được xây dựng theo hướng ngày càng quy mô chuyên nghiệp hơn, nhằm tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, góp phần quảng bá điểm đến Đà Nẵng an toàn, văn minh, thân thiện.